Yeah, con cái bà ngoan nè, con cái bà ngoan nè. Mình tính tiền luôn phải không chú? Ủa? Ba, sao con lại đây? Thì chỗ này là chỗ làm của con mà. Nhưng mà tại sao giờ này ba không đi làm ở đây? Với lại đứa bé này là ai vậy ba? À, ba. Anh yêu, tính tiền xong chưa? À, chưa em, Thu Ngân mới tới thôi. À, em ơi, tính hết cái chỗ này cho chị nha. Dạ. Hai con ghế ha, con ghế ngoan nè. À, dạ chị ơi. Để mẹ tính tiền chị xong. Chị tổng cộng là 500 chẳng đó chị. Anh ơi, à, đưa tiền cho em đi. Để ba đưa tiền cho mẹ. Rồi, ba con mình đi chơi ha. 500 hả em? Dạ. Dạ. Ngoan nè. Anh đi con, anh đi. Rồi, mình đi thôi anh. À. À chị ơi khoan đã, hiện tại ở bên cửa hàng của em đang có chương trình ưu đãi á chị. Nếu mà chị đăng ký thẻ thành viên thì chị sẽ được ưu đãi 30% rất là hời luôn á. À vậy thôi cho chị đăng ký thẻ thành viên đi nha. Dạ. Chị cho em xin thông tin địa chỉ nhà với số điện thoại nha. À 090 12 77 357. Dạ. 42 Đông An Thuận 40 quận 12. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Chị ơi, dạ cho em gửi mình thẻ nha. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Đi thôi anh. Ờ. Con đi làm về rồi. Khoan đã. Con dừng lại. Ba có chuyện muốn nói với con. Con không có chuyện gì muốn nói với ba hết trơn á. Chuyện sáng hôm nay á, con thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Chứ thật ra ba với cô ấy không có gì hết. Không có gì hết mà hai người hôn nhau là không có gì sao ba? Cô ta là vợ của sếp của ba. Mà hôm nay sếp của ba đi công tác, có nhờ ba đưa cô ấy và con của cô ấy đi mua một ít đồ dùng. Nên chỉ vậy thôi chứ không có gì đâu con. Vậy còn chuyện cô ta hôn ba thì sao? Thật ra thì cô ta cũng có để ý ba. Nhưng ba cũng nói thật với cô ta là ba không có thương cô ta. Và ba cũng đã có vợ có con. Rồi sáng nay ba nói chuyện với con, sơ ý cô ta hôn ba. Chứ ba cũng không có tình ý gì đâu. Ba nói thiệt hả? Ba nói thật mà. Ba thề với con đó. Nhưng mà chuyện này con đừng nói cho mẹ con biết nha. Con cũng hiểu tính mẹ con rồi, mất công lắm. Thôi được rồi, lần này con sẽ tin ba. Nhưng nếu còn lần sau thì ba hiểu rồi đó. Con yên tâm, ba hứa với con. Thôi con đi tắm. Anh ơi, anh sao anh đi làm sớm quá vậy? Lúc này công ty nhiều việc nên bắt anh tăng ca. Anh phải đi làm sớm thôi em. Trời ơi, đã đi làm cả đêm rồi, sáng còn phải đi sớm nữa, tội nghiệp anh quá. Anh phải đi làm để có tiền lo cho em và con nữa chứ. À, anh đi nha. Dạ, anh đi cẩn thận nha. Ngoan nha. Dạ. Bye bye anh. Chị ơi, khoan đã. Chị cho em hỏi chút chuyện được không? Ủa, sao chị nhìn em quen quen quá à? Hình như là em là cái cô bán tạp hóa đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em tìm chị có gì không? Chị cho em hỏi cái này nha. Người đàn ông mà vừa mới đi ra á, là gì của chị vậy? Chồng của chị. Bộ ổng làm gì em hả? Không. Thật ra người đàn ông đó chính là ba của em. Cái gì? Em nói cái gì vậy? Làm sao mà là ba của em được? Nếu mà chị không tin á, chị xem bức ảnh này đi. Đây là hình chụp của gia đình em lúc đầu năm á. Sao mà có chuyện như vậy được? Ổng nói với chị á là ổng chưa có vợ. Ổng chưa cưới vợ là gì á, ổng muốn tìm một người phù hợp. Sau đó ổng mới chọn chị mà. Em biết là chị cũng chưa tin đâu. Nên là chị nghe bản ghi âm này đi. Chị còn chuyện của ta hôn ba thì sao? Thật ra thì cô ta cũng có để ý ba. Nhưng ba cũng nói thật với cô ta là ba không có thương cô ta. Và ba cũng đã có vợ có con. Chứ ba cũng có tình ý gì đâu.
khốn nạn. Sao mà ông có thể nào ông đối xử với tôi như vậy chứ? Chị bình tĩnh đi, em có cách để khiến cho ông ấy phải hối hận. Vợ ơi, vợ, anh về đây. Vợ, chuyện này là sao? Ủa, Khứa áo vàng này là ai vậy? Hay kệ ổng đi, em có biết đâu. Mày thả vợ tao ra. Gì vậy con già? Bạn gái tao nói là không có quen biết mày, hãy thả mày. Khùng hả? Tao kêu mày trả vợ tao ra. Ê, muốn cái gì? Hả? Chống xúc ông bây giờ á. Nè, cái ông già kia, tôi với ông á cũng chưa có đăng ký kết hôn mà. Ông lấy cái tư cách gì gọi tôi là vợ hả? Vậy là sao vợ? Bao nhiêu năm nay mình mặn nồng bên nhau, bây giờ anh nói vậy là sao? Tuổi anh cũng đã lớn rồi, bây giờ em bỏ anh thì anh sống với ai đây? Ông sống với ai á thì là chuyện của ông, liên quan gì đến tôi? Bây giờ ông không đi á, bạn trai tôi đập chết ông bây giờ đó. Vậy ông đi không? Vậy ông bây giờ đi không? Đi! Ý, mất hứng à. Sao bữa nay ông về sớm quá vậy? Bà đừng có nói nhiều nữa, đi vô lấy ly nước cho tôi đi. Tại sao tôi phải đi lấy nước cho ông? Bữa nay bà dám giỡn mặt với tôi đó hả? Còn cái thằng này nữa, nó là thằng nào? Hôm nay ghen ha, dám dẫn trai về nhà hả? Còn có tin tôi đập bọng trọng không? Ra ngoài ngoại tình thì ngoan ngoãn nghe lời người khác, về nhà thì đánh đập vợ. Sao ba hèn quá vậy ba? Mày nói cái gì vậy? Người ngoài cái mẹ chính là luật sư Quân. Hôm nay anh ấy đến đây để xử lý đơn ly hôn, cũng như là việc chia tài sản của gia đình mình sau ly hôn. Đây, ba nhìn đi. Thì ra chính mày dàn xếp vụ này. Mày có phải là con gái của tao không nữa? Chính vì con là con của ba nên con mới không muốn việc này đi quá xa. Ba làm tổn thương mẹ cũng như tổn thương chị kia. Thật ra ba chỉ thương chính bản thân ba thôi, nên ba không xứng đáng có được ai hết. Còn việc ba giấu giếm tất cả mọi thứ vì ba sợ khi mà gia đình mình biết ra sẽ lấy hết tài sản của ba chứ gì. Tao không biết gì hết. Cậu Quân, cho tôi mượn đơn ly hôn đi. Đây, ông ký vô đây rồi đi ra khỏi nhà liền. Tôi không có muốn thấy mặt ông ở trong đây một giờ phút nào nữa hết.